Asalo, Asalo. Rồi, xin chào anh em và chào mừng anh em chúng ta cùng quay trở lại series Mai Mết Hai Quân Đoàn 8. Tập trước thì chúng ta đã thấy sức mạnh khủng khiếp của Bác Âu. Bọn này tên là gì nhỉ? Tôi vẫn chưa nhớ tên của nó. Suýt ba gas start. Tên khó đọc thế. Nói chung chung là bọn Bắc Âu đi. Với sức mạnh khủng khiếp, bọn nó đã tràn vào đánh bán đảo Rome một cách áp đảo nữ hoàng. Hiện tại thì thế lực Rome chắc chỉ còn mỗi thế lực ở xứ Tây Ban Nha mới có thể chống được bọn chúng. Nhiệm vụ của quân đoàn 8 nó là bảo vệ Rome. Nhưng mà lực của nữ hoàng hiện tại là quá yếu. Quân đoàn 8 không thể nào tập hợp quân đội để có thể cứu được. Lực lượng của quân đoàn 8 hiện tại không đủ mạnh. Mới là Clan nắm giữ có khoảng hơn 100 lính, cộng cả trung bùi cũng chưa đổi 200. 200 lính là quá khó. Chào Hùng Lê. Đau đầu rồi đây. Chúng ta phải làm gì? Tôi đang suy nghĩ. Tôi không biết là nên gắn bó với nữ hoàng từ thủ Rome hay là theo tổng trưởng xứ Hispanion Tây Ban Nha. Tổng trưởng xứ Gaul thì đã sắp toang rồi. Đế quốc La Mã ở Ý sắp toang rồi. Duy nhất chỉ có tổng trưởng ở Tây Ban Nha là đang có sức mạnh tương đối lớn.
Nhưng mà nói thơ Rome thì quân đồn trú tương đối đông, muốn đánh không đơn giản. Tám trăm quân thủ ở đây cũng không hề đơn giản. Có lẽ tôi cần phải đi sang Tây Ban Nha một thời gian. Tôi cần tu luyện ở đó, sau đó mới quay cơ thể trở về với Rome được. Nếu cứ bám trụ ở Rome thế này thì đôi bên cũng sẽ chết thôi. Nữ hoàng Bảo Trọng. It's been a while. Mùa thu năm 326, binh đoàn Bò Đỏ tham gia với tổng trưởng Hispania, thế lực Roman mạnh mẽ nhất trong ba thế lực hiện tại thì chúng ta đang có một cuộc chiến nào không? Không có cuộc chiến nào. Có rất nhiều đứa phải đóng phế cho thằng này. Tôi cần một thành trì. Chúng ta cần một thành trì để có chốn dung thân. Vestonti có vẻ rất là phù hợp. Nếu dựa theo địa lý thì khu vực này nó sẽ là đi ra là đẻ thêm một đứa nữa. Trung Bùi ba đứa, tôi ba đứa. Hiện tại ở khu vực này tất cả các tướng của bọn nó đều đã có thành. Như vậy chắc chắn cuộc chiến tiếp theo thắng thì tôi sẽ được phân thành. Thế nên nhưng quan trọng là thành nào. Vestontio không còn thành nhiều. Clan của bọn chúng tổng trưởng xứ Gao thì còn hai tower và năm caster. Chúng ta có thể chiếm một thành nào đó, nhưng mà nếu mà chiếm thành xong rồi ao thì cũng hơi căng.
Tôi cần lấy một tower caster không ăn thua. Bắt lẻ một quý tộc. Liệu có cho tôi chúng ta sẽ bị trừ điểm danh dự nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ Well, good day. không thể tự ý tuyên chiến. Bọn này là 100% có thể tuyên chiến này. Hay chúng ta đợi một cuộc chiến với có rất nhiều những cuộc chiến ở đây đang ở ngưỡng 100%. Sự ủng hộ 100%. Catan, Đế quốc La Mã, Tổng trưởng Sư Gao 20% và bọn Bắc Âu 100%. Có lẽ tôi nên chờ đợi một cuộc chiến phát động ở đâu đó. Hiện tại thì nước Anh vẫn đang rất là yên bình, họ còn chiếm được một tỉnh ở đây, khá ngon. Cuộc chiến bây giờ nó sẽ khó hơn rất nhiều khi chúng ta không có những trang bị cho quân đoàn xịn sò. Tôi biết là rất làng rồi nhưng nó sẽ bị trừ. Nó sẽ bị trừ điểm danh vọng. Thế là sau khi bị trừ như thế thì cái không có điểm danh vọng để có thể là lấy thành thì chúng ta hên xui chúng ta sẽ được một thành. Bởi vì chúng ta không có thành nào. Nhưng mà nếu mà bọn nó đánh tower thì ngon nhưng nếu bọn nó đánh caster thì hơi phiền. Bởi vì sợ rằng khi mà nếu mà thành đầu tiên của tôi là caster thì thành thứ hai nhiều khả năng tôi sẽ không được chia. Còn mẹ mày. Chọc khó, thằng này đỡ khó chịu nhỉ. Tốt.
Cái à? Tôi cần một pháo đài. Liệu hết ở đây có lấy được pháo đài không? Sợ có một cái pháo, có một cái thành ở đây nhỉ, mình không vào đấy được đúng không? Có một thằng nữa cưỡi ngựa. Không, thằng này là tướng. Thằng này rất là tướng. Chứ đạo của mình là vì có bộ binh đâu. Chí Cường thì phải, Chí Cường cưỡi ngựa. Sửa Chí Cường nằm luôn rồi. Tí bỏ ngựa ra không mà lên này, dễ chết. Đó, hai thằng cung là hàng tướng. Yeah.
Lính của mình hiện tại tối đa chỉ lên đến cấp 4. Chúng ta không có một lính xịn hơn cấp 4 cả. Tôi không biết bọn nó tuyển lính xịn kiểu gì. Hiện tại là những cái lính phổ thông của tôi chỉ đến cấp 4 thôi. Không hơn được. Đây là lính này là lính mình nhặt được. Chứ còn phổ thông của mình chỉ đến tier 4 thôi. Nó không lên được những tier cao. Không biết tuyển lính tier cao kiểu gì. Quân đội tập kết bao nhiêu đấy? 1.000 à? Thế thôi, mục đích của chúng ta cũng không phải là chiến lợi phẩm ở đây. Chúng ta bị trừ khá nhiều điểm. Không, quân gì thì cũng thế thôi. Quân quý tộc hay là quân Lê Dương thì nó cũng sẽ thế. Chưa biết tuyển ở đâu. Chúng ta tuyển. Ơ à. Bọn này nổi dậy này. Vừa chiếm xong thì bọn này nổi dậy à, thật đấy. Nhưng mà kể cả nó nổi dậy thì với thực lực của mình cũng rất là khó chiếm bọn này. Ba trăm quân lấy đâu ra sức để phệt nó. Quân của chúng ta cũng đâu phải là tinh nhuệ, mà nếu mà rời khỏi quân đoàn này đánh thành này thì cũng chỉ có quân đoàn mình đánh được thôi, không gọi được Trung Bùi bởi vì chưa phải là một vương quốc, chưa phải là một kinh đầm thì không thể gọi được quân đội. Lấy ngon lấy cái gì? Chẳng có cái cơ sở nào để có thể lấy được 300 quân, chưa kể tướng phụ tướng của nó. Nó đi lấy cái gì? Lấy con răng à? Hôm nay được à? Quân đoàn đi đánh bạn đi đánh caster, tôi biết ngay nó sẽ đánh caster mà. Nên đánh caster là hơi phiền. Caster không phải là mục tiêu tôi hướng đến. Mình cũng chẳng ui, khá nhiều thành nổi dậy. Không có ý nghĩa nhiều khi chúng ta không nắm trong tay nhiều quân đội và quân đội của chúng ta cũng không tinh nhuệ lắm. Chúng ta bị giới hạn ở mức độ cấp 6. Không hiểu cái bản mod này thì nâng cấp quân đội lên cấp 7 kiểu gì, bởi vì cấp 6 kiểu gì, bởi vì rõ ràng là hệ thống quân đội của Roman có cấp 6. Có cấp 6 nhưng không biết lên kiểu gì. Lấy một pháo đài thì cũng không bỏ. Đúng rồi, lấy một pháo đài. Lấy một pháo đài thực sự là không bỏ.
Chúng ta nên tham gia cuộc chiến để lấy chiến lợi phẩm. Nếu mà sen chóp thì chúng ta sẽ không có chiến lợi phẩm. Có. Không, thành khả năng cao là sẽ được. Bởi vì tất cả bọn nó đều có thành rồi. Chỉ có mỗi tôi là chưa có. Khả năng cao rồi sẽ được. Nhưng mà kể cả được chia thì cái caster nó cũng không phải là một một nơi là kinh tế. Nó chỉ là một nơi để quân thôi. Nhưng mà không biết nắm giữ caster thì liệu có quân cấp cao hơn không. Úi giời. May là lính mình không chết ai. Con ngựa của tôi bị làm sao mà không đi được, ngựa què. Cắp lóc á. Quân ở trong này không mạnh lắm. Nhưng mà với thực lực áp đảo như này thì mười thằng những toàn tính bàn cờ lớn. Sáu mươi chín item rút được.
Không áp được lính nó sẽ là một cái vấn đề khá là nan giải. Cho tu bì. Nhiều khả năng là mình sẽ được. Đéo được. Thằng này lấy á. What the fuck? Nó thiếu thành à? Chó này nó thiếu thành à? Sao nó tranh của mình? 5 thành mà nó vẫn lấy cái thành này. Chó thật. Vậy là không được thành này. Không sao. Thằng này tôi cũng không cần. Một quân đoàn khác được tạo ra. Hello cutie pie. Cho e xin một slot companion full 2 vào web nha a. Full 2 vào web á. Full 2 hết nó không cân đối đâu, nhìn nó xấu. Tầm 1m8 mới đẹp rồi. Ok. Ai vừa donate cho tôi nha. Mình gì đấy đúng không? Tôi đang có khá nhiều slot xin mà chưa có ấy. Chưa có slot để cho. Mew lấy thành được loạn Mew kiểu gì? Mew được phải có thực lực. Thành nó tầm 300 quân thì cũng hơi khó. Ít nhất tôi cũng phải là tier 3. Tôi nắm trong tay tầm 150 đến 160 thì may ra tôi mới chơi được. Nhưng mà vấn đề quân đội của tôi không phải là một quân đội mạnh. Nó cũng chỉ là một quân đội tầm trung ở mức tier 4. Quân đoàn cấp 4, chúng ta vẫn còn 2 cấp nữa lên được cấp 6. Nó không phải là một đội quân toàn là cấp 6. Thế nên câu chuyện nó không đơn giản. Một thành trì ở khá xa. Slot còn em chưa có để con này lên thành có thể lấy thằng cháu của tôi cũng được. Thằng cháu trai nó sắp lớn rồi. Để nó lớn rồi cho lên thành. Tạo thêm army không? Phải lên tiếp theo mới được. Mới tia này mới tạo được 2 đạo thôi. Tia 3 mới được 3 đạo. Nhưng cái vấn đề nó không phải là tạo quân đoàn. Bởi vì nếu mà các ông muốn chiếm một thành nổi loạn ấy thì các ông sẽ phải rời clan này. Các ông hiểu không? Sau đó các ông đánh. Nhưng mà khi rời clan thì các ông vẫn đang là một quân đoàn vô danh thôi. Không phải là một kingdom. Mà không phải một kingdom thì không được phép tạo lập một quân đoàn để đánh nhau. Nên chỉ có dùng quân đoàn chính được solo thôi. Chứ nếu mà kêu gọi được quân đoàn khác tham gia thì nói chuyện là mẹ gì. Chúng ta phải đánh solo để lấy một thành. Nó không hề dễ dàng.
Hình như là mình trang bị như này thì bọn AI nó cũng thế sao? Quân AI nó vẫn kiểu mặc kiểu rất là linh tinh nhé. Chẳng có thằng nào lên tia cả. Bất kỳ lính cấp 6 đây nó không có lính lên. Thằng này cũng chả biết mua ở đâu. Mà bọn nó cũng chỉ dừng ở tier 5. Bọn này tôi cũng chả biết mua ở đâu. Bọn này nó ở đâu nhỉ? Còn bọn này thì không hề có bọn để nâng cấp lên. Thế thì không hiểu nó có thể có từ đâu. Augustus là gì? Một caster khá xa xôi. Kia gì? Chả hiểu kia cái gì? Vấn đề là nó tuyển nó ở đâu? Có từ đầu đến giờ không? Có bao giờ tuyển được lính đâu? Gì đây? Còn ai chả biết là có lính cấp 5, cấp 6? Tuyển ở đâu? Là câu chuyện như này. Thank you.
Sao không có tướng nào để ấy nhỉ? Rồi vào đây setup. Mắc quân ở đây không nhỉ? Auto tuyển. Hiện tại thì tài chính thì chưa đến mức thọt. Tuyển dụng tự động. Tuyển dụng tự động. Bật cái này thì bọn nó sẽ tuyển lính. Tắt này đi thì nó sẽ không tuyển nữa. Cứ bật đi. Tôi bắt đủ tiền để trang trải cho mấy cái cục nợ này. Chúng ta lên giới hạn là 139 quân rồi. Có thêm một số đơn vị lính mới. Đấy. Không biết bọn này tuyển từ đâu ra nhưng bọn này rất là xịn. Centurion. Can chuẩn mở để chiêu lính xịn. Oh! Shit. Specialist recruitment. Can chuẩn mở. À, bọn này nó giống như kiểu gọi là cái gì nhỉ? Đội trưởng. Bọn này giống như đội trưởng. Tuyển nó sẽ cộng 10 Particide bonus. 15 Particide bonus. 15 Particide bonus. 20 Particide bonus cộng 2 Particide. À, đó là vì sao mà nó tăng được lên 139, 139 ở đây. Nó ghi rõ đây là tại sao lại tăng được thêm một ít quân, đó là hai Legion lính Lê Dương Centurio trong party lên cộng 20, 6 Legion Orbital Impeti cộng 15. Thế nữa mẹ, cái này nếu ai mà biết được. Rồi, xem nào. Chúng nó, tuyển bọn này có giới hạn. Bọn này giống như là một tinh anh trong đội tình của chúng ta. Đây chúng ta đang thừa. À, tức là thừa thì cũng được. Nhưng mà nếu tuyển thì chỉ có tối đa là 3 thôi. Như vậy mình đã có 6 thằng Legionis Op Tito Orbital. Đây là thằng này. 6 thằng này nên được chúng ta được cộng 15 pesticide. Ok. Tuyển thôi. Full thằng này là đúng không? 500 không vấn đề gì với tôi cả. Thằng này sẽ cộng thêm 15 pesticide nữa. Hai thằng này thì nó sẽ là 30 pesticide. 15 pesticide đúng thằng này kia. 20 Partisan bonus 0 trên 0 à, chưa tuyển được. Body Grab Unit lính cận vệ à, lính cận vệ. Là một đơn vị thuộc quân đội của đế quốc La Mã, phục vụ như một vệ sĩ riêng và điệp viên tình báo trong các cho hoàng đế. Ok. Body grab.
ta tuyển người. Cũng là bodyguard. Ok rồi. Ballista. Ballista. Theo suy nghĩ của tôi thằng này nếu là Ballista thì không phải là nỏ đâu chứ là mày bắn tên đấy. Full thằng này cộng cái gì? 10 party sĩ khí, cộng 10 sĩ khí cho đơn vị. Cộng 5 sĩ khí mỗi một đơn vị. Ok. Như vậy chúng ta sẽ lên được 159. Ồ, oh, bọn này là kỵ à? Aha. Nice. Thật là tuyệt vời. Cung thì chúng ta sẽ không lấy. Một trăm năm mươi chín. Tôi đang suy nghĩ nghiêm túc với là nếu mà là bodyguard thì trên lý thuyết thì vào làng tôi sẽ có cận vệ đi cùng. Theo tôi hiểu thì lý thuyết thì sẽ là vào làng tôi sẽ có bọn cận vệ đi theo lưng. Có không? Không. Chỉ có một thôi. Vậy mình group nó vào một nhóm thôi anh. Hơi khó. Kệ vào nó rồi. Nhưng mà bọn này tôi đang không biết là vào trận nó sẽ có cưỡi ngựa không. Bia này này. Chỉ một thằng nữa. Wow. Tôi cần kiểm chứng xem là bọn này nó có vào trận nó có cưỡi nghị ngựa không. That's close. Nhưng mà bọn đỏ, bọn đen này tôi không muốn tuyệt diệt bọn nó. Ờ, có cưỡi ngựa anh em ạ. Thế chứ chúng ta cần một đơn vị để đây nó, chúng ta có ba đơn vị nhỏ. Đi CVD sẽ bảo vệ khu vực này. Zomrito. Còn ai bắn tên nữa không? Việt Thái có bắn tên nhỉ? Như là không. Chí cường trận sau cho cái ngựa. Rồi giật sự của nó đi. Cận vệ. Yeah.
Bọn đen tôi không muốn tuyệt diệt bọn nó hoàn toàn, bởi vì như game trước chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta tuyệt diệt một clan thì những cái tướng của clan nhỏ trong cái đại clan đấy nó sẽ bị biến mất. Chúng ta phải tận dụng tuyển nó về clan của mình hơn là để nó phung phí bọn nó ra ngoài. Ok, chúng ta có một thằng này ở đây. Khá ngon đấy. Như vậy là quân đoàn La Mã tối đa là chỉ có cấp 5. Còn những đơn vị lính cấp 6 này là có giới hạn và thu phục từ những trận chiến. Thế nên đây đều là những tài sản của quốc gia. Những tinh anh trong những tinh anh. Nên chúng ta phải hết sức là gìn giữ họ. Đây là các S rank, A rank, B rank. Đây là những tài sản quốc gia. Họ là những tinh anh của đất nước, của quân đoàn 8. Nên chúng ta phải gìn giữ họ như báu vật. Vì số lượng có hạn, không thể tuyển thêm. Những tinh anh này cần được tham gia vào những trận chiến quy mô quan trọng. Còn nếu tham gia vào những cái trận chiến linh tinh thì rất dễ là nằm. Mất, chết, mất thì rất là phí phạm. Đấy, cảm ơn Vũ Thành Nam đã tham gia hội viên nhé. Lâu lâu không gặp. Ok, tôi tiếp tục có một cái thành trì ở đây nữa. Hai thành trì ở đây. Nhưng mà nó sẽ lấy được Nam Pertum nhỉ? Tài sản quốc gia. Đó, nó ở đây cũng có này. Đều có những S rank ở đây. Mất thì tuyển nhưng nó có giới hạn, các hiểu không? Nó không cho mình tuyển bừa phứa. Cái này 6/3 đơn giản là chúng ta thu phục thêm thì chúng ta có thôi. Check công trình thêm là hình như là không, bởi vì tất cả những cái khu vực ở khu vực này đều là văn hóa Rome, nên là yên tâm là cũng không thể là tụt loyalty được. Đế quốc Roma trải dài từ bán đảo Iberia, Trung Âu cho đến đảo Ý, bán đảo Ý cơ mà. Nên là cái việc mất trung thành thấp gần như là không xảy ra đâu. Dọn dẹp cái hai ao gần đây là được. Check qua một chút đó là bọn này còn bao nhiêu thành. Nó chỉ còn một tower và hai caster. Bọn này tốt nhất đừng để bị diệt vong sớm quá. Nếu không thì tất cả những cái clan nhỏ này nó sẽ rất bị mất, nó sẽ rất là phí phạm. Nhưng không biết bản mốt này nó có chỉnh sửa cái đấy không thì tôi cũng không rõ. Chết hết thì tuyển lại ấy. Ừ thì đấy, tuyển lại khó phết đấy. Những tinh anh của quân đoàn không phải bảo tuyển là có đâu. Phải đi cướp từ những bọn khác nữa.
thử vứt vô thành không? Cái này nó là tính theo cái vấn đề sở hữu. Vứt vô thành hay không thì nó không liên quan. Civili nằm rồi. Kinh thế nhỉ. À, kinh nhỉ, Vũ Thành Nam là mày bạo chi ấy nhỉ. Chúc mừng Thương đã mẹ mẹ há mồm cho đất phải ruồi. Được một gói hội viên 1 tháng. Thế mà có lần được xanh đá đấy. Thường ngồi chó ngáp phải ruồi mà cũng được hội viên xanh lá rồi. Ai à? Cái 2A này tồn tại nó sẽ làm giảm trị an của cái khu vực này xuống, security nó sẽ bị trừ nên chúng ta phải diệt. Mỗi một cái 2A đứng xung quanh một cái caster hay một tower nó sẽ bị trừ 2 điểm security. Điểm an ninh khu vực nó sẽ bị đe dọa. An ninh mà bị giảm thì sẽ kéo theo một số thứ như là hàng hóa bị tắc nghẽn hay là bị giảm trung thành. Nên chúng ta tốt nhất là gần 2A và chúng ta diệt 2A mà gần đô thị của mình là diệt. Hai người bị thương. Thằng thương không biết được mấy tháng free rồi nhỉ. Xanh lá là cũng phải tầm 2-3 tháng còn gì nữa. Đầu tiên là trắng, xanh 6 tháng thì mới được lên được vàng. Thằng thương là chắc phải được 3 tháng free rồi. Ủa, may mình không cho lính xịn vào. Một người lính cấp 4 đã bị nằm. Ai chà chà. Có khi phải đánh bởi vì solo với một thằng có khiên hơi nguy hiểm với tôi. Chết là ai đây? Đó là cái thằng vừa rồi bị phi lao vào mặt rồi. Ờ, thêm được một tài sản quốc gia nữa. Bọn này nó sẽ tăng sĩ khí cho quân đoàn. 75 rồi. Có 12 thằng tăng sĩ khí là 14 điểm. Ngon. Rất là very good. Rất chỉ là very good.
Bọn này đang bị công rồi. Hai quân đoàn Ra Mã ở đây thì chắc chắn là bọn này sẽ bị sập. Nhưng tôi đã bị được chia hai caster rồi. Nên cái việc những cái tỉnh ở đây tôi được chia là hơi khó. Ngày xưa anh bui máy này khoảng bao nhiêu? Anh bui máy này lâu rồi, anh cũng nâng cấp mấy lần rồi. Ngày xưa Acoustic tôi được rồi. Ngày xưa anh bui máy này là tầm 40 triệu, nhưng mà anh nâng cấp một lần. Một lần nâng cấp khoảng 20 triệu nữa, tính ra là khoảng 60. Nhưng mà anh mua thời càng nó đắt. Cái thời đấy cạc nó đang bọn nó đào coin nhiều nên nó đắt. Xem quân đoàn quân đội đây nào. À, tiếp tục rất nhiều S rank, rất nhiều lính xịn sò ở đây. Chúng ta đã cho những lính cấp 3 này vào chuồng bớt đi. Chúng ta phải chính quy tinh nhuệ quân đoàn của chúng ta lên. À, phải cho chí cường cưỡi ngựa nữa. Cường sẽ là tổng chỉ huy ngựa. Đội cung. Mình có cung. Đội nỏ. Thật ra đội nỏ tôi nghĩ để thủ thành. Bởi vì cung nỏ tầm này bắn không ăn thua. Thủ thành thì còn may ra đấy còn. Tầm này cung nỏ đã ăn thua được. Trừ 1 với loyalty 65 thì cũng không không vấn đề gì lắm. Quân đội của Trung Bùi. Bọn Anh Quốc chiếm à? Tôi cứ tưởng là bọn Bắc Âu chiếm. Rome sao rồi? Trông thế thôi nhưng mà Rome công được cũng không dễ đâu.
Bọn này nó cứ công hết pháo đài à, nó không công thành chính à. Xem nó có chia cho mình không? Ờ, vẫn được chia. Ngon. Vì nó sẽ ưu tiên mình gần nó. Thế chúng ta lấy thêm một ít lính xịn xòa ra đây rồi. Trăm. Tiền sắp hết nhưng mà không lo lắm, bán đồ quân trang lại đầy tiền mà. Đánh đạo lẻ ấp tia đánh làm sao mà bắt được bọn nó, quân mình đông rồi di chuyển chậm. Quần tràng đầy ngựa chả cần. Thế thôi, cái keo ở trên sổ xì gạo lên. Bán quần tràng đi đầy tiền mà. Quần tràng nhặt được nhiều. Trong nữa. Vẫn còn sơn. Có mua với bọn Anh Quốc à? Thế lực của bọn này càng ngày càng mạnh. Hãy
còn rơi đấy, nhưng còn dài mới thành lập được vương quốc. Để đến gần 300.000 rồi. Đánh rượt đuổi vài thành nhà chúng ta thu về 300.000, 200.000, ngon. Hiện tại thì mình chỉ tham gia với vai trò gọi là hỗ trợ thôi. Quân Anh đến rồi. 20 tuần là phải xem tim, vách tim các thứ đấy. Đấy, nó đánh một caster của mình. Mấy chỗ đấy là phải tìm chỗ nào cho xịn. Ba trăm không mạnh lắm, chơi được. Đợi bọn nó công thành rồi chúng ta vào. Mình chưa quay rồng phải không? Tí này xỉu có rồi. Dần tí có rồi nhá. Xỉu này có anh. Ước thường đăng minh anh. Xỉu anh Việt. Dần cô Ngọc với cả bọn trẻ con. Mỡ hết. Đâu, bọn trẻ con đi nô với mỡ trở dần. Dần là mão là ai nhỉ? Đẹp. Mão là bà đúng không? Thìn. Đấy, thìn là chưa có. Không, ông là tị. Ông tân tị sao? Tị đấy, ngọ. 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 Đúng rồi, đúng rồi. Ngọ. Ngọ này có chị Lan này. Bác Lâm, bác Lâm cũng ngọ. Ngọ. Thế thì... Chà, lắm kỵ nhỉ. Mùi. Chú Dương. Mùi, chú Dương, bác Hương. Mùi. Thân này, dậu này, tốt này. Hợi, hợi của ai chứ? Hợi cũng chưa có ai. Đấy, nhà mình có dòng. Đâu, dần cũng kiếm nhiều đấy. Mỡ, Nino.
kim mà không nâng được kim đúng không? Cho này càng nè. Thấy gạo đang nằm ườn đâu rồi. Cái tảng đá này kỵ bọn nó có chạy ra sao được không nhỉ? Không. Không chạy qua được. Phía sau không phải lo. Lo phía trước ấy. Cùng bắn không ăn thua, ném lao và vẫn ok hơn. Ơ, sao đội hình của mình lại thế này? Xong rồi sau xem rồi vào mới ra.
Bọn này đúng là những chiến binh thiện chiến thật. Thương vong 136 rồi. Chưa ra thăm đấy. Bây giờ đội trưởng phải chịu rồi, khó mà toàn vẹn lãnh thổ được. Chăm chỉ ăn sáng rồi.
không có thể kiêng không được ăn quá nhiều tinh bột và không ăn đồ ngọt. Tại vì là cơ địa đa nang nên là nó dễ ảnh hưởng tiếp. Tiểu đường thai kỳ. Nhưng mà trước hết là nó sẽ ảnh hưởng đến cái nội tiết của buồng trứng đa nang, là nó dễ bị ấy. Bong rít các thứ nên là bán chỗ này sẽ được ối tiền đấy. Thôi thì tôi bây giờ phải ăn bánh đa. Bún rồi. Bún đấy đấy, cái bún khô đấy. Đấy. Huy anh Trần, anh Giai ơi, sao em? Cái nào chưa tôi mua, chưa biết đấy. Một tương lai nào đó. Lại bị quanh. Đồng không 200 quân. Đáo thật. Cái này hình như là không ở trong quân đoàn cũng được hay sao nhỉ? Hình như là để quân trong thành là tuyển được tiếp hay sao nhỉ? Ra xem này. Nếu mà thực sự nó là trick thì chúng ta sẽ không sử dụng. Nhưng mà chúng ta thử xem nó có phải trick không thôi. Đúng là trích thật. Xác định là trích thật nha. Bỏ vào thành thì sẽ được tuyển mới. Chúng ta sẽ không sử dụng cái trích này. À, thằng cháu chưa lớn nhưng mà đứa con gái lớn rồi.
Loại đánh. Chán sống rồi. Đây, đợi tao tuyển về, tao đổi giới tính cho con này. Wow. Bọn này còn một tower rồi. Thôi, chuyển lính tinh anh cho Trung Bùi làm gì, mình giữ thôi. Quân đoàn phụ, kệ quân đoàn phụ. Không, bọn nó lại cầm, bọn nó donate lính vào thành phí phạm. Donate hết lính cho bọn đế quốc. Đó, một địa hình rộng trống trải nhỉ. Bọn nó hình như toàn bộ binh đây. Khá nhiều kỵ binh nhưng mà ít. Farm bọn này ở đây được khá nhiều kinh nghiệm, khá nhiều đồ. Chẳng mấy chốc lên tiền triệu. Cùng bọn nó bắn tới đây rồi cả. Có lẽ tôi phải chia bộ binh ra làm hai. Chứ, nhìn giáo rồi bọn tôi ném ấy. Kinh khủng khiếp không? Một lượt giáo ném giết tiễn mẹ mười mấy thằng đi.
Mạng cánh phải, mạng cánh trái là nguy hiểm ạ. Nó chia cung làm hai đạo à? Cũng chiến thuật đấy chứ nhỉ? Nó chia cung làm hai cánh để bắn mình. Khá là hiệu quả đấy chứ. Bộ binh của mình chịu tổn thất khá lớn. Bốn trăm tám mươi lăm item loot được, kinh. Chúng ta cũng thiệt hại 18 người. Ira chết trong trận chiến à. Đây là gì? Hồi trẻ đang đọc manga có. Bây giờ tôi đang đọc. Bây giờ tôi đang đọc cái bộ đấy nhỉ? Solo Leveling. Hôm trước xem phim trên Netflix, thế là phải tìm phim chuyện đọc luôn. Xem hay phết. Đi ra đài. Oh shit. Damn it. Vợ tôi chết rồi. Khốn, mẹ Angola sắc sùng, nó mẹ chém mẹ, vợ tôi làm đôi rồi. Một khốn đấy. Đi bán đồ đã. Con gái của nữ hoàng đã chết rồi. Con gái thành Rome chết rồi. Người kế vị của đế quốc La Mã chết rồi.
lũ mọi đảo anh nó giết rồi. Tuy rất là đau buồn nhưng mà chuyện gì đến thì cũng phải đến. Đã đến lúc là phải tuyển người chung chân gối với tôi. Chủ một đất nước thì không thể nào mà thiếu hoàng hậu được. Xem à. Liana viết như nào nhỉ? Bộ này như là văn hóa. Bọn này không phải đây mà là Dacia thì đúng hơn. Chưa gặp Andric bao giờ. Rất là khó. Thế thì còn ai? Chưa có ai làm ứng cử viên nhỉ? Iska. Bọn này đánh chiếm chỗ này rồi à? Đặt một chân lên đảo anh rồi à? Đi bán đồ bớt đã. À quên, chuyển đổi.
Và Thành đã về đây đã mặc đồ cho ấy đã. Lê Thành phát đã. Ưu tiên hội viên về donate xếp hàng đầy rồi. Nên anh em chữ trắng chữ khó đợi rồi. Đó, nó lại công thằng kia. Cái mẹ đó. Tại sao cái chỗ này nó cứ bị mất đi nhỉ? Không cho bọn nó làm việc được nhỉ? Hùng Lê nữa nhỉ.
Engineer. Hải đăng. I'm at your command. Chưa ra season 2, bộ kia tính ra solo hay nhất thì đến đoạn bơ. Ô nó có season 2 à? Tôi tưởng season 1 là 200 cháp rồi. Tôi tưởng nó ghi hoàn thành mà tôi chưa đọc hết nên tôi chưa biết. Ok, phải nói chuyện như thế nó mới ra vấn đề được. Thảo gọi đã biết. Phim thì ra season 1 đúng rồi. Đại loại chỉ biết được có 200 chap. Nếu biết là nó mấy phần. Và quay trở lại cứu viện thành trì này, để biết có tới kịp không. Được cái chuyện của mấy thằng Hàn trẻ nó vẽ thì nó hay có tô màu. Chuyện mấy thằng Nhật ít khi tô màu. Webtoon của Hàn Quốc nó hay kiểu vẽ viết chuyện tô màu. Rồi mất mẹ thành rồi. Chó này. Mình đánh khá nhiều vị trí của nó mà nó cứ mang quân nó đánh đây thì đéo là nhỉ. Ok, chiếm lại chỗ đây đi. Chiếm lại nhanh thật. Chắc là của tôi đó. Không có gì thay đổi. Vừa check body grab gì nữa. Vừa check xong full. Về cơ bản thì lính cấp cao thì nó không thể chết ngay được đâu. Trong này là có một ối đống lính cấp cao đó. Thơm lừng.
Đạo quân kia về rồi. Về tôi cũng cần sang bên này. Bảy nghìn tiền để bay sang bờ bên này. À, tôi biết ngay mà đến cái nó đã mang quân đến đây rồi. 125 đẹp. Mạo hiểm. Chúng không đáng để mình mạo hiểm. Thành trì bên này nó cũng dù sao nó cũng khá nguy hiểm. Cái mẹ đi. Mất quân đoàn tiếng Anh tiếc hơn. Tôi đã được chia thành trì đấy, chúng ta đã chạy thêm bên đấy để xem lấy thêm được lính tiếng Anh không. Điểm danh danh vọng vẫn âm. Cứ gọi quân hơn. À Pit chỉ có 300 quân. Thả tù binh, chưa thả vội. Chỗ này chính ra Chí nhỉ? Bắt buộc phải đi qua đây. Claymore chưa? Tôi đọc ít lắm. Anime tôi ít khi tôi đọc. Đúng như dự đoán, chúng ta đã có một đống lính xịn ở đây. Cuộc đời là cứ đi thu thập lính xịn thôi. Rome như nào rồi? Rome vẫn vậy. Quân đoàn 8 bây giờ cũng mạnh hơn ngày xưa một chút. Ồ, bọn này không công nữa này. Có lẽ là bị thằng này xử rồi. Nhưng vấn đề là họ cũng không có đủ lực để đánh tiếp. Đánh được vào chỗ này thì đẹp. Ok, lại bị công. Chỗ tượng đá của bọn ở Winchester này 58. Tôi không muốn bọn kia nâng tay trên của mình nên tôi phải xử bọn này luôn. Tội gì để nó đớp của mình đúng không?
Claymore là chuyện Hàn hay chuyện Nhật? Sao mà Claymore nghe giống Dark Soul đấy? Giờ tôi thích đọc chuyện Hàn nữa. Tôi màu. Với là chuyện Hàn nó ít chữ. Web tôn của bọn Hàn nó ít chữ. Đọc bọn Nhật lắm chữ bỏ mẹ. Bọn Nhật là nó hay có cái kiểu mà viết chuyện lê thê, thoại lê thê. Bọn Hàn thì nó ít chữ hơn, nhanh gọn lẹ. Mẹ nó, bọn chó anh em lao đâu thế? Ôi! Chuyện drop thì đọc làm đéo rồi. Chuyện là cứ ra full thì đọc. Drop thì dẹp. Nhưng mà từ 2007 thì chắc nét vẽ nó không hợp mắt tôi. Mắt tôi là hợp mấy cái nét vẽ của bọn Hàn Quốc hơn. Nét vẽ của bọn Nhật thì một số bộ nó sẽ hợp mắt mình, nhưng mà một số bộ nó sẽ kiểu xấu xấu rồi đéo vậy. Bọn khốn này, chúng mày thích chạy không? Hàn thì cảm giác nét vẽ đứa nào cũng giống đứa nào. Nói chung là đọc chuyện nào mà tôi thích đọc cái chuyện nào mà kiểu thằng mên lúc đầu mẹ thằng phế vật, thế sau rồi kiểu mẹ nhặt được mẹ bí kíp thần công, nghĩa là mẹ luyện. Ngày xưa là thích cái kiểu đấy, từ hồi xem mấy cái phim Kim Dung hay có cái kiểu đấy. Mấy cái thằng đần đần là mẹ rất hay nắm mẹ, ăn được mẹ bí kíp xịn.
xem kiểu bón hành quái vật sướng sướng. Còn bộ nào drama quá thì đã thích lắm. Bộ nào nó đơn giản này. Bố mà lấy được bí kíp, bố mà quẩy tung map. Còn xem cái bộ mẹ đắt léo, nội dung lắm. Lắm mẹ, mẹ cốt truyện kiểu rẽ hướng thì là đéo thích lắm. Đơn giản thôi. Giờ ra rồi đọc mấy cái phức tạp mệt, đau não lắm. Hôm trước tôi vớ được cái quyển truyện gì Conan của tôi đã lật đọc mấy trang ngu rồi thịt mẹ mà lắm thoại đeo chịu được. Đọc được mấy trang vứt mẹ đi. Thoại nhiều đeo chịu được. Bây giờ là còn mỗi bọn kỵ này thôi. Thế thôi, đọc đeo mấy cái chuyện phức tạp, đau não lắm. Mẹ não còn để mẹ mày vào chiến trường. Bọn chơi bộ binh này nó sẽ bị có một cái nhược điểm, nó lúc càn quét trận đấu nó rất là mệt mỏi. Vì không có kỵ binh và cung thủ, mà cảm giác cung thủ của bản này nó rất là yếu. Không gọi như kiểu cung thủ của bản game gốc. Cung thủ bản này nó bắn yếu xìu à. Bởi vì nó một phần yếu, một phần là cái bộ binh của các bên nó trang bị khiên to bản này. Bản to này thì khó mà bắn trúng được. Nên là gần như là cung vô dụng. Và tốc độ bắn của cung có vẻ cảm giác cũng không không cao. Thế mà đọc mấy cái chuyện đấy mẹ đau đầu lắm. Đọc mệt. Đọc cái solo leveling của tôi mẹ cứ lướt 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 lướt. Đọc có ngày, ngày rưỡi là gần hết rồi. Thế thôi. Ô Chí Cường chết. Chết. Mạnh tướng. Lại nằm xuống. Thay Chí Cường chắc là Hùng Lê. Hùng Lê, Lê Hùng gì đấy. Chết tiệt. Mãnh tướng của tôi lại nằm xuống. Bá nghiệp chưa thành. Lòng đau như cắt. Nước mắt tuôn rơi. Tôi tuyển người khác. Chí Cường đã nằm lại đây. Trên mảnh đất. Đất khách quê người này. Tôi đau buồn gạt đi dòng lệ, đi tuyệt người khác, thế chỗ Chí Cường. Fuck. Chí Cường đã nằm rồi. Mạnh tướng tiếp theo Hùng Lê xuất trận. À, mẹ cái thằng lì này nó cũng tham gia bọn này rồi. Cái bọn nổi loạn này. Đúng rồi, xin ngựa nó là cái kết đấy. Cưỡi ngựa dễ toàn lắm. Nó sẽ lao lên trước. Rồi bị nó xiên một quả giáo vào ngực. Thế là thôi. Bốc cướp luôn.
bị công thành. Nữ tướng Hồng Lê. Toàn quân là ngựa thì chả đánh được ai. Toàn quân là ngựa mà ở bản này thì yếu lắm. À, mẹ nó tắt mic, quên. Quên đấy, tắt mẹ mic đi à. Có khá nhiều lính xịn rồi, 21 thằng này.
Ok. Rồi tập này chúng ta dừng đây. Có chốn dung thân rồi. Sao lên tier 3. Còn rất lâu nữa mới lên được tier 4. Tình hình là muốn lập quốc cũng căng. Hai thằng này đang đua top server. Không dễ gì. Không dễ gì mà quay trở về Rome lúc này. Chúng ta chưa đủ lực. Rồi hẹn anh em buổi sau chúng ta tiếp tục sau.